các trường phái kinh tế. Danh từ economic có nguồn gốc phát xuất từ oconomisơ trong tiếng Latin, đây là một từ rất cổ, có nghĩa là các kỹ năng quản lý gia đình. Lĩnh vực kinh tế được chúng ta hiểu ngày nay liên quan tới sự phát triển. Kinh tế học hiện đại nổi lên từ thế kỷ 17, 18 khi mà thế giới phương Tây bắt đầu chuyển đổi từ thời kỳ nông nghiệp trồng trọt sang xã hội công nghiệp. Mặc dù có sự khác biệt lớn từ trước đó so với hiện tại, song các vấn đề kinh tế mà xã hội đang đấu tranh để duy trì đều có những mục tiêu chung như chúng ta quyết định sản xuất cái gì từ các nguồn tài nguyên giới hạn như thế nào làm sao chúng ta có thể bảo đảm ổn định giá cả và việc làm đầy đủ từ nguồn tài nguyên hiện có làm sao chúng ta có thể đồng thời đưa ra tiêu chuẩn sống ngày càng cao hơn cho chính chúng ta và cho cả thế hệ tương lai sự tiến bộ trong các tư tưởng kinh tế chính là câu trả lời cho những câu hỏi trên khuynh hướng của các tư tưởng này được tách biệt ra từng bước hơn là bị đồng hóa theo thời gian một trường phái tư tưởng mới đột ngột xuất hiện khi có sự thay đổi trong lĩnh vực kinh tế tươi mới sáng suốt hơn và làm cho các học thuyết trước đó trở nên lỗi thời các trường phái mới trở thành một quan điểm tương đồng hay thậm chí được đẩy riêng ra thành một làn sóng tư tưởng kế tiếp ngày nay tiến trình này vẫn còn tiếp diễn sức mạnh của nó vẫn được duy trì và tiếp diễn giống như ba thiên niên kỷ trước đây khi hiểu được kinh tế là như thế nào, chúng ta có thể sử dụng chúng một cách khôn ngoan nhất nhằm đạt được các mục tiêu xã hội. Thuyết duy tiền, Mekantin, thuyết này cho rằng của cải và tiền bạc là duy nhất. Chủ nghĩa duy tiền là một dạng triết lý kinh tế được thừa nhận bởi các nhà buôn và các chính khách trong suốt thế kỷ 16 và 17. Chủ nghĩa duy tiền tin rằng sự giàu có thịnh vượng của một quốc gia cơ bản đến từ sự tích lũy vàng và bạc các quốc gia không có các khu mỏ có thể kiếm được vàng bạc chỉ bằng cách bán thật nhiều hàng hóa hơn là mua lại chúng từ nước nước ngoài điều này dẫn tới các nhà lãnh đạo của những quốc gia tìm mọi cách để mở rộng thị trường hay bằng cách dựng lên các hàng rào thuế quan trên các loại hàng hóa của nước khác nhằm ngăn cản các loại hàng hóa nhập khẩu hay trợ cấp tiền bạc cho các mục đích gia tăng xuất khẩu hàng hóa nội địa chủ nghĩa duy tiền tượng trưng cho sự đề cao chính sách quyền lợi thương mại quốc gia trường phái trọng nông Phiscocat, một trường phái chính trị ở Pháp, một nhóm triết gia người Pháp ở thế kỷ 18, phát triển ý tưởng về kinh tế như là một vòng tròn chạy vòng giữa lợi tức và sản xuất. Họ phản đối chính sách duy tiền xuất tiến mở rộng giao thương về nông nghiệp bởi vì họ tin rằng nền nông nghiệp đóng vai trò chính trong sự thịnh vượng của quốc gia. Họ đã tạo ra các hoạt động chống lại các quy tắc giao dịch phong phú được đặt ra bởi giới thương nhân. Các triết học gia đó đã tán thành chính sách bỏ mặt tư nhân tự kinh doanh hay còn được gọi là chính. Sách hạn chế sự can thiệp của chính phủ trong các hoạt động kinh tế. Trường phái cổ điển, Classical School Trường phái cổ điển của các học thuyết kinh tế bắt đầu với ấn bản những quốc gia giàu có, theo Well of Nations, một việc làm vĩ đại của Adam Smith năm 1776. Cuốn sách xác định đất đai, lao động và nguồn vốn như là ba yếu tố chính trong sản xuất và là những đóng góp chính cho sự giàu có của quốc gia. Trong tầm nhìn của Smith, ý tưởng kinh tế chính là một quy tắc hệ thống thị trường, nó sẽ tự động thỏa mãn các nhu cầu kinh tế cần thiết của dân chúng. Ông đã miêu tả cơ cầu thị trường giống như một bàn tay hữu hình hình viên hen dẫn dắt tất cả các cá nhân, mưu cầu trong chính quyền lợi của họ, để sản xuất ra nhiều lợi nhuận nhất cho tổng thể xã hội. Smith kết hợp chặt chẽ với tư tưởng của các triết gia, bao gồm cả tư tưởng bỏ mặt tư thương tự kinh doanh, trong các học thuyết kinh tế của ông nhưng chối bỏ ý tưởng chỉ có nông nghiệp mới là sản xuất. Trong khi Adam nhấn mạnh việc tạo ra lợi tức thì David Ricardo tập trung sự quan tâm trong phân phối lợi tức giữa chủ đất, công nhân và các nhà tư bản. Ricardo đã thấy sự xung đột giữa một bên là chủ đất và một bên khác chính là lực lượng lao động và các nhà tư bản ông thừa nhận rằng sự gia tăng dân số và vốn sẽ gây áp lực lên nguồn cung đất đai đẩy giá thuê lên cao tiền công cũng như lợi nhuận nắm giữ sẽ giảm thomas robert manthúc sử dụng ý tưởng tiền công giảm để giải thích chất lượng sống thấp dân số tăng ông đã tranh cãi về xu hướng gia tăng dân số về mặt số học vượt xa khả năng sản xuất thực phẩm đây là sự gia tăng theo cấp số cộng khi sức ép dân số gia tăng một cách nhanh chóng đối ngược với tình trạng đất đai có hạn chính là nguyên nhân chính suy giảm lợi tức của người lao động. Cuối cùng, ông cho rằng tình trạng tiền công thấp triền miên, chính điều này ngăn cản mức sống của đại đa số dân chúng tăng lên trên mức trung bình, mức có thể sống được. Man Thúc cũng thường xuyên đặt câu hỏi về khuynh hướng của nền kinh tế thị trường có tạo ra đầy đủ việc làm. Ông đã chỉ trích về nạn thất nghiệp gia tăng trong khuynh hướng kinh tế được điều hành bằng chính sách giới hạn chi tiêu, dành dụng quá nhiều. Đề tài này đã đi vào quên lãng cho tới khi John Maynard Keynes làm sống lại nó trong những năm 1930. Thời khắc cuối cùng của trường phái truyền thống cổ điển (classico) đã điểm, John Stuart Mill đã tách biệt quan điểm của mình với các nhà kinh tế học thời kỳ đầu trong phân phối sản phẩm, lợi tức từ hệ thống thị trường. Mill chỉ ra một cách riêng biệt rạch ròi giữa hai vai trò của thị trường, sự phân phối nguồn lực và sự đóng góp thu nhập thị trường có thể ảnh hưởng trong sự phân bổ nguồn lực nhưng không ảnh hưởng từ sự đóng góp lợi tức ông đã viết ra điều đó làm cho nó trở nên cần thiết cho xã hội bằng cách can thiệp trường phái marginalist các nhà kinh tế thuộc trường phái cổ điển cho rằng giá được quyết định dựa trên các chi phí sản xuất các nhà kinh tế thuộc trường phái marginalist nhấn mạnh giá cũng sẽ phụ thuộc vào mức độ cung cầu chính điều này sẽ phụ thuộc vào số lượng khách hàng thỏa mãn bởi các loại hàng hóa và dịch vụ mang tính cá nhân đó trường phái marginalist đưa ra mô hình kinh tế vĩ mô hiện đại dựa trên các công cụ phân tích cơ bản cung cầu quyền lợi người tiêu dùng bằng cách sử dụng một số mô hình toán học trong các công cụ đó để tính toán trường phái marginalist cũng đồng thời chỉ ra trong một nền kinh tế thị trường tự do các nhân tố sản xuất, đất đai, nguồn lực lao động và nguồn vốn sẽ nhận được mức lợi nhuận ngang bằng với khả năng đóng góp sản xuất. Nguyên lý này đôi khi được sử dụng để biện minh cho mức đóng góp lợi tức đang tồn tại. Con người nhận được chính xác những gì họ đáng nhận hay của cải của họ tạo ra từ chính khả năng sản xuất của họ. Trường phái Keynesian Phản ứng lại với tình trạng ngặt nghèo trong cuộc suy thoái rộng lớn, năm 1936 John Maynard Keynes đã phá vỡ truyền thống cổ điển bằng cách đưa ra một ấn bản, The General Theory of Enlumin, Interest and Money. Tạm dịch là thuyết chung về việc làm, lãi suất và tiền bạc. Cách nhìn nhận của trường phái cổ điển cho rằng trong các cuộc khủng hoảng kinh tế ngắn hạn, tiền công và giá cả sẽ giảm để tạo ra nhiều việc làm. Kinh thấu hiểu sự đối lập này chính là một thực tế. Sự sụt giảm giá và tiền công làm phiền lòng tới thu nhập của mọi người, ngăn cản mức chi tiêu mới ông nhấn mạnh rằng sự can thiệp trực tiếp của chính phủ là cần thiết khi gia tăng tổng chi tiêu các tranh cãi của kim chứng minh nguồn gốc căn bản hiện đại trong việc sử dụng mức chi tiêu của chính phủ và chính sách thuế nhằm ổn định tình hình kinh tế là cần thiết chính phủ sẽ chi tiêu hay giảm thuế khi tiêu dùng cá nhân là không đủ và bị đe dọa tình trạng khủng hoảng ngắn hạn chính phủ sẽ giảm chi tiêu và tăng thuế khi các chi tiêu cá nhân tăng quá cao đe dọa tình trạng lạm phát gia tăng các phân tích thống nhất của ông tập trung vào các nhân tố như quyết định mức tổng chi tiêu duy trì các phương pháp phân tích cơ bản hiện đại tóm lược các học thuyết kinh tế thường xuyên thay đổi thuyết keynesian với sự nhấn mạnh lên tính năng động trong các chính sách của chính phủ nhằm gia tăng việc làm ưu thế vượt trội trong các quyết sách kinh tế trong thời kỳ đầu của chiến tranh. Nhưng vào những năm 1960 các trắc rối vì lạm phát và sản xuất chậm lại đã thúc đẩy các nhà kinh tế tìm kiếm một giải pháp mới, từ các nghiên cứu này đã có thêm một số thuyết mới nổi lên, Monetim nâng cấp thành thuyết Quanti, nền tảng cơ bản trong các phân tích kinh tế vĩ mô trước đó của Kinh. Nó lại nhấn mạnh cũng như chỉ trích vai trò của tiền tệ sẽ quyết định tình trạng lạm phát thuyết rational Estetino đưa ra một chuẩn mực tương đương với tiền thuyết keynesian truyền thống đó là giới hạn các can thiệp của chính phủ trong nền kinh tế vấn đề tranh cãi chính là khả năng thị trường sẽ thúc đẩy các chính sách của chính phủ nhưng lo ngại điều đó sẽ giới hạn ảnh hưởng của chính phủ supply -e economics gợi nhớ về sự tập trung của thuyết cổ điển classical school tăng trưởng kinh tế như là một nhân tố Điều kiện trước tiên để cải thiện nền tảng cơ bản của xã hội trở và làm cho nó trở nên tốt hơn. Nó nhấn mạnh về sự cần thiết trong tiến trình thúc đẩy nhằm cứu vớt hay gia tăng đầu tư vốn trong sự tăng trưởng của nền kinh tế quốc gia. Các thuyết này và cả những thuyết khác nữa sẽ được thảo luận và kiểm nghiệm. Một số được chấp nhận, một số thay đổi và một số khác bị trói bỏ khi chúng ta nghiên cứu để tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi kinh tế cơ bản nêu trên. Cho tới nay kinh tế thế giới đã trải qua nhiều biến cố và đã phát triển không ngừng, sau mỗi thời kỳ biến đổi đều khởi xướng cho các trường phái mới và đó cũng là một quy luật tất yếu. Kể từ khi có khái niệm kinh tế cho tới nay chúng ta có thể phân chia chúng thành không năm thời kỳ theo các mốc thời gian. 1750, khái niệm kinh tế chính trị được khởi xướng bởi Adam Smith, Scotland, 1723-1791, cha đẻ của kinh tế hiện đại, Ông cho rằng hệ thống thị trường được điều khiển bởi một bàn tay vô hình, sinh Hen, không cố ý dẫn dắt con người thúc đẩy nhu cầu xã hội mà tự mưu cầu bởi chính cá nhân họ. 1800, tiếp theo sau Adam thời kỳ phát triển đã khác và hình thành nên các học thuyết khác trong các bối cảnh khác. David Ricardo, Inland, 1772-1823 Học thuyết của ông cho rằng những chủ đất làm giàu cho chính họ và không có lợi cho xã hội. Ông làm việc không mệt mỏi nhằm đưa ra một chiến dịch rộng lớn trong quốc hội thúc đẩy cho phép tự do trao đổi buôn bán. Thomas Manthut, England, 1766-1834 Một nhà kinh tế học thuộc trường phái cổ điển, ông khởi xướng vào đầu thế kỷ 19 với một phỏng đoán bi quan rằng sự gia tăng dân số sẽ vượt trội so với nguồn cung lương thực, lên án, quy kết nhân loại sẽ hứng chịu cảnh nghèo khổ. John Stuart Mill, England, 1806-1873 Nhà kinh tế cuối cùng của trường phái cổ điển Ông phủ nhận học thuyết chủ nghĩa Xã hội không thể thay đổi sự phân phối lợi tức đang tồn tại 1850, các Mark, Germany, 1818-1883 Cha đẻ của học thuyết kinh tế chủ nghĩa Mark hiện đại Ông tiên đoán chủ nghĩa tư bản cuối cùng sẽ hủy hoại chính nó vì những mâu thuẫn nội tại Lê ông France 18341910. Ông đã cách mạng hóa kinh tế bằng các công thức toán học cơ bản chặt chẽ trong hệ thống giá cả. Alfred Masan, Inlen, 18421924. Ông chứng minh lý thuyết sức mạnh khủng khiếp của đường công cung cầu và truyền lại cho các nhà kinh tế phương pháp phân biệt các nguy cơ trong ngắn hạn và dài hạn. 1900, Thorstein Weber, USA, 18571929 một trong những nhà kinh tế hàng đầu trong trường phái Institute Titan, ông được nhớ tới nhiều nhất vì học thuyết tiêu thụ rõ ràng sự nhại lại phong cách phô trương của thời kỳ Hoàng Kim. John Maynard Kim, Inland, 18831946 Quan niệm của ông về nguyên nhân thất nghiệp, cách mạng hóa trong học thuyết kinh tế vĩ mô và sự can thiệp sâu sắc của chính phủ trong nền kinh tế. Irving USA, USA, 18671947 công trình nghiên cứu của ông về tiền tệ và giá cả bằng các công cụ tinh vi trong các phương pháp thống kê đưa ra các vấn đề cơ bản trong các học thuyết kinh tế